Những bữa cơm không đủ ăn, những mảnh quần áo không đủ ấm, những đứa trẻ không được đến trường, những nỗi khó khăn vất vả mà hàng ngày các bé và những người nghèo khổ phải đối diện, mà chúng tôi tận mắt chứng kiến, không sao cầm được những giọt nước mắt của mình. Kính thưa quý ân nhân, Hội Bác Ái Francisco thành lập năm 2003. Trong 14 năm qua, Hội được sự cộng tác của hàng trăm linh mục, nữ tu, đại đức, ni sư và các cộng tác viên. Hội được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là một tổ chức vô vị lợi. Mọi đóng góp của quý ân nhân đều được khấu trừ thuế. Sự đóng góp của quý vị sẽ xoa dịu phần nào nỗi thống khổ của những người bất hạnh ở quê nhà.